Ok, chào anh em nha, mình là Raybat. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Pokemon Unite nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ chơi series ảnh anh em ạ. Nên em thấy hay cho mình một like, một share, một kiếm hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều ạ. Ok, thì mình có ta làm lên Kura, Rotor, Greninja và Machamp anh em ạ. Em không có phép nữa, biết con này biết phép vào đánh này anh em ơi. Chứ tìm đam vật lý không à. Khó đánh quá. Nhưng mà mình sợ con ta làm lên với con Greninja nó tranh rừng thôi anh em ạ. Trận nào qua gặp trên rừng là thôi ngán luôn ấy. Ok, let's go anh em ơi. Ây da, ê, lỡ tay học kêu cái nó bấm luôn cái tốc biến đi luôn. Ok, không trên rừng anh em ạ. Thì item thì mình chơi ba cặp kính anh em ạ. Tại con này thì tí nữa mình học kêu thả tim ấy thì nó có hút máu rồi. Nên mình không cần phải chơi item hút máu nữa anh em ạ. Chơi item đam luôn cho nó đam to một tí. Chứ con này có kêu hút máu rồi. Galio à. Luôn Galio à, đẩy ai thế. Vì thế hai thanh niên cứ chen đi trao đổi chiêu thức anh em ạ. Trời, con Machamp áp cái gì ấy. Ê. Tham con quái mà chết luôn kìa. Cay thế nhỉ. Đồng thế. Rừng ra nữa. Khó rồi anh em ạ. Rừng nó lên nó lên cứ trên khó đánh quá. Khó cực kỳ. Thế còn cái nữa ba. Xin phép lên cấp 4 của kiểu lướt xem nào. Chứ không để con Lucario nó tiếp cận đám phép là chết đấy. Đây đây. Cái đám đầu quá. Đám đầu quá mẹ ơi. Okay. Một kiểu lướt là ngon rồi anh em ơi. Cái trên có con Lucario nó đám đầu quá. Từ từ đến cầu cái đã. Từ lui lên lui cứ dưới con Lucario hoài. Nó nấp bụi nó đám đầu quá anh em ạ. Em mà lên phụ phát đi chứ con Machamp nó kêu kêu nhảy. Ok, lên em ơi. Lên up luôn, up luôn, up luôn. Đấy, phải thế chứ. Rồi xong toàn luôn. Vãi cả up luôn. Để up người ta ai ngờ bị con rừng người ta up lại. Không có con rừng là mình sống rồi anh em ạ, con rừng đó đâu quá. Nhưng không sao. Rồi, cái đồ đấy đá đâu quá. Lucario tên mạng hay phết. Nhưng mà tầm này mình có ok, mình có kêu cá tim rồi thì mình không sợ nữa. Đánh ra. Lướt đây. Lướt đây, lướt đây, bơi vào đây mà ăn. Từ anh đi mà, không biết con Lucario đâu luôn ấy. Nó toàn đi bắt mình thôi. Này, 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 này. Này, ôi trời ơi. Ăn được không? Không ăn được con Kinderay luôn ấy. Con Lucario nó tròn đi nấp bụi nó chờ mình ra nó bắt mình không mà anh em ạ. Khó đánh quá. Muốn nhịn mình ở đâu rồi đấy. Rồi từ từ phạm tí nữa ra. Hay thế. Nhưng mà mình đang thọt, mình phải farm một tí nữa đã anh em ạ. Ê xa. Từ từ mấy bạn ơi. Để có anh ti đó. Ok. Ngồi đi chinh chiến được rồi đấy. Có thể đi chinh chiến được rồi đấy. Đảo đường thôi chứ cứ dưới kia Lucario nó bắt quá.
Rồi cháy 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 cháy. Ui cái méo gì thế. Thề luôn anh em, mà mình ở cái trên thì cũng gặp Lucario mà xuống cái dưới cũng gặp nó. Biết hiểu cái gì đi cái nào cũng gặp hết. Mì toàn nha. Đấy. Trên này. Đi trên luôn. Lên trên luôn. Đấy, lần này thì bắt mình ở đây bạn ơi. Úi xồi ơi. Vãi cả đạn thật sự là con Greninja nó lướt phép chế hài luôn. Vào ngay. Ok. Mien. Thề nó đúng cây luôn ấy, nó học nó lên cấp, nó bắt mình học kêu ấy, nó che cái bảng tốc biến này làm chạy không kịp. Có ai ăn boss chưa đây này, lần này mình xuống lại là được đây. Vì tìm mẹ ăn boss nhanh thế. Đây 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 đây. Trời ơi, mình xin gặp ngay AFK. Ăn boss xong thì không đi về, gặp ngay AFK luôn, ngon cơm. Ui nó ra rồi. Ok này. Lượng thôi. Lượng thôi. À, trước khi chết vẫn còn ulti đường phát nữa, cây cú thế. Mấy trưởng cái men quá. Ok. Gì thế? Làm sao? Có bị mắc được mình. Hồi về không thấy cho nó chắc cú đi anh em ơi. 3-4 rồi cũng được rồi đấy, bắt đầu sành lại rồi đấy. Chứ giờ đâu bị Lucario nó rượt quá. Đấy lại gặp Lucario nữa. Chơi đi bạn ơi. Chơi đi bạn ơi, chơi. Rượt mình. Rồi không có ulti tới ăn boss luôn. Từ từ bình tĩnh anh em ạ. Không có gì phải xoắn cả. Nếu mình không. Ok, nãy nếm được rồi. Không phát 99 cầu, ai nhầm 98 cầu. Ui mẹ ơi, hay quá. Bắt luôn. Hay. Đi đâu thế. Ok, tìm bạn hàng luôn anh em ạ. Quá xanh. Chẳng qua là giờ đầu bị con Lucario nó hiếp thôi, chứ giờ sau thì xanh lên thì đi quất hết anh em ạ. Tại căn bản thì con này có kêu à, ném tim nó hút máu rồi ấy, thì mình cứ chơi ba cặp kính mình à, tăng đam thôi. Ok MVP không, thế mà không được MVP thì mình ném 169 cầu ấy, giết 6 chờ 4 cũng khá được ấy, nhưng mà không được MVP anh em ạ. Ok chào anh em nhé, do con ta làm lên nó ăn được con boss ấy nên nó được MVP anh em ơi, khá ổn đấy.